Đây là một người, đây là cá tạp mà đang chạy. Đây là đầu cái chuồng cá biển này, ở dùng cái kéo đó mà cắt chứ không có dùng máy. Các bà con mình thì thường thường thì cho ăn cá đồng, nhưng bây giờ thì cho ăn cá biển. Cá biển thì nó giá thành nó rẻ hơn, tại cái đời đầu cá không à, đâu còn cái mình nó thì người ta lấy làm chả. Chủ yếu cái này là dành cho cá lóc mấy cái bể này. Đây là bể cá con, đường tháng tháng mấy rồi, bể nó mới lớn nè. Cá chưa cho ăn nè, cá chưa cho ăn thì cái nó thấy người nó bu lại. Thấy không, cá bu lại không? Quậy ổn ổn luôn. Lúc này trời thời tiết cũng đang mưa lay bay, rồi gần tới Noel nè, mưa rồi bị ảnh hưởng không khí lạnh, thời tiết cũng rất là lạnh, xe lạnh luôn. Đi qua đây cái